Hello các bạn nha, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ quay cây mai trước cửa nhà mình cho các bạn xem. Cây mai rất lâu nha các bạn. Hôm nay thì là do ở tỉnh mình là có một cơn mưa lớn nên là cây mai đã nở trước Tết. Mà vẫn còn búp nhiều luôn nha. Đây vẫn còn búp xanh đây. Vẫn còn búp xanh rất là nhiều luôn, tinh đọt rất là nhiều luôn nè. Để cho các bạn xem đây. Đấy, xung quanh là đều là có bông mai hết luôn nha các bạn, có hết luôn, bông rất là nhiều. Mà chợt cái là mưa, tự nhiên có một đám mưa rất to làm cho bông nó đã nở hết luôn. Mà theo mình vậy là cũng đón Tết được rồi. Giờ bạn xem cái gốc mai này, gốc mai rất là to luôn nha các bạn. Để mình qua bên đây mình quay cho mình xem. Đây là gốc mai đây. Đây. Đây gốc mai đây, tên rất là xum xê luôn nha. Đó. Đây, gốc rất là to. Mai xung quanh cái mai rất là nhiều luôn nè. Rất như là nhiều bông luôn. Đây, bông rất là nhiều. Này vẫn còn nữa bạn. Còn búp có luôn nè, còn búp luôn nè. Còn búp. Nếu này là không có đám mưa á, đây là cây mai của mình á, nó nở rất là đẹp luôn. Đúng ngay mùng 1 Tết luôn nha. Giờ thì có đám mưa nó nở hết rồi. Và còn vài cái bông nó còn búp xanh. Đây còn cái mai này kế bên thì là nó đã nở rồi này, nó đã nở quá trời luôn rồi, nó đã ra lá luôn. Nở cũng gần hết luôn rồi nha các bạn. Đây là cây hiên tế. Giữa là cây hiên tế. Đây. Mình đi xa ra đi cho các bạn xem này. Đấy. Màu vàng. Ở kia thì cũng có một cây mai đó nha. Cây mai nó nhỏ nhưng mà nở rất là nhiều luôn kìa. Bông rất là ngẹt. Quá trời nha các bạn. Đấy. Đây. Gốc cây mai đây. Để mình vào cây mai cho bạn xem này. Cây mai cũng nở rất là to nhiều luôn. Rất là nhiều. Đây cho bạn xem gốc đây. Rất rất chi là bự luôn nha các bạn. Đấy. Quá ông bầu quá trời luôn nè. Nó bay chi 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 chích luôn. Để mình ra đi. Đây mình bay ra xa quay sơ lược một lần nữa nha. Mai rất chi là đẹp luôn nha các bạn. Một màu vàng luôn. Thì clip mình ở đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu hay các bạn để lại cho mình một like, một share, một chia sẻ nha. Bye bye.